Vĩnh Long tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 10 ngày. Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 10 ngày, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9. Sáng ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lựa qua người đã ký quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị số 16. Theo đó, Vĩnh Long tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày. Bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, Chủ tịch tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc công bố số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân cấp xã, y tế, công an để đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được hỗ trợ kịp thời về y tế. An ninh trật tự và sinh hoạt thiết yếu khi có yêu cầu, tiếp tục tổ chức tổ đi chợ thay trong thời gian giãn cách xã hội để đáp ứng yêu cầu mua lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Các địa phương tăng cường chỉ đạo thiết lập, giữ vững và mở rộng vùng xanh phòng chống dịch Covid-19, phát huy vai trò của hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong bảo vệ vùng xanh. Theo Sở Y tế Vĩnh Long đến 7 giờ sáng cùng ngày, tỉnh ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại thị xã Bình Minh. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, tỉnh ghi nhận tổng cộng 2.036 ca F0 đã công bố, đã có 1.382 trường hợp khỏi bệnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.